Xin chào các bạn nhé. Đứng ở trên này thì tôi nhìn thấy ở bên dưới suối có mấy bác đang bắt cá các bạn ạ. Đây, theo quan sát thì tôi thấy các bác ấy bắt cá theo cách truyền thống, đó là đắp đắp ngăn dòng nhé các bạn nhé. Hình như được nhiều cá lắm các bạn ạ. Bây giờ tôi cùng các bạn cùng xuống dưới xem các bác ấy bắt được nhiều cá không nha các bạn nhé. Ở chỗ này thì ở ngay gần thị trấn rồi các bạn ạ. Đấy, con suối này chảy từ trong khe trên kia xuống nha các bạn nha. Về rồi Khánh. Được nhiều không? Có nhiều cá phết đây. Học sinh. Cậu học sinh ở trường mình. Đây là được nhiều nhờ. Cá gì đấy, Khánh? Khánh, con cá rô phi đó à? À, xem nào. Ô, được nhiều nhờ. Toàn rô phi thôi. Mấy ông kia vẫn đang bắt à? Được nhiều không? Đi thử đi xuống dưới xem. Cô cậu học sinh mình đi bắt cũng được khá là nhiều. Toàn cá rô phi thôi các bạn ạ. Đi xuống hơi khó. Các bạn thấy suối ở đây đẹp không? Sông suối. Wow, ở trên kia có một cái vườn cây hoa gì đẹp lắm các bạn ạ. Thì tôi sẽ cho các bạn xem, hình như hoa màu gà các bạn ạ. Toàn hoa thôi. Được nhiều không chú? Ai à? Đây là đắp cạn kìa. Cạn hết rồi. Ôi. Bắt hết. Có được nhiều cá nhỉ. Cá bống á. Ây da. U được nhiều nhỉ. U cá này ăn gỏi được đấy nhỉ. Đây này. Đây đây có con này. Thoải mái đấy. Nó vừa chạy. Con cá dạng cá chiên bé. À, chú thả vôi phải không? Thả vôi. Nào thấy nó lăn ra đây này, được này có con. Ơi chứ, nhìn nó trôi mất rồi. Ít rồi. Kiểu cái luồng bé này đây này, cái kia đánh bằng vôi. Đây nhỉ, lúc nãy vừa thấy con nó ngửa bụng ra. Chỗ chặn cuối cùng này. Ui chỗ này chả nhiều này chú. Đây này. Đây này. Không bắt à? Đây, cho tí vôi vào nó lên hết mà. Ui chỗ này nhiều phết nhá. Cái này tát đi. Bắt. Bắt lấy một con này. Bắt đi. Bắt chơi thôi. Ui giời. Tát nó đi. Có khi tát cả cá đi mà. Ui giời. Nó nhảy này. Ôi xong chưa bắt được con nào nhỉ.
Đây có một con cá. Ý. Đây. Thấy chưa? Đây cá đây này các bạn. Đấy, một con này. Hai con này. Nhiều lắm. Không phải tát nó đi. Thả vào đây. Thả vào đây, nó không đi đâu đâu mà. Ở đây. Ô đây, đây có con này nó say rồi đây này. Đấy. Wow. Xay hết rồi này. Qua lại này. Đứt hết à. Ôi giời. Thấy đi đào. Ở dưới này mới có nhiều cá bống nhỉ. Chú nhỉ. Ui đây này. Ui nhiều đấy nhỉ. Toàn con bé bé thôi. Ui cái này nhặt thì lâu lắm. Làm cái rổ về xong xúc như đãi cát đấy. Nhỉ. Ô nhiều nhỉ. Đây thì khó nhặt. Khó nhặt thì mới được đấy nhỉ. Đây này thì khó nhặt. Đúng được. Đúng được nhiều phết đấy. Chỗ này đấy, bắt canh chua rồi. Nhiều nhỉ. Năm nay cái cá bống bé này nhiều nhỉ. Cái này. Ú đầy đấy này. Cái này. Một số dính vôi là chết hết rồi nhỉ. Ô, ở đây không thả đâu, cái này không thả đâu. Vâng. Ui, nhiều lắm, còn cá bé rồi. Bé. Chính cá bé này ăn mới ngon. Ừ. Cá to về nó không giòn đâu mà. Đây các con cá chết này. Cá chết rất nhiều. Chứng tỏ cái loại bống này nó không chịu được vôi đâu nhỉ. Ui rồi. Ui. Vẫn còn sống à. Đây còn cá khuy. Cá này rất là ngon này. Cá này bên Tây Bắc họ ăn gỏi đây. Ôi nó chết ở đây nhiều lắm này. Đây, mấy con to phết này, đúng. Nó đi dày nó lười. Đây này, kia kìa. Kia có mấy con này. Đây một con này. Đây chú ơi. Nó chưa chết mấy đâu nhá. Nó vẫn còn đang ngáp ngoải thôi. Con nào dính vôi là đứt rồi nhỉ. Ôi đây có con to hết rồi. Đấy. Đấy. Nhiều phết này. Vâng. Ôi, mấy con này nó đơ hết rồi. Con nó vẫn sống đấy. Con chưa chết đâu nhá. Nhưng mà cũng lờ đờ hết rồi. Ngáp ngoải hết rồi. Này, chúng ấy nhặt đi một lượt, hai lượt rồi. Còn sót. Nó phi cả lên bờ. Bạn ấy xuống thằng cần đắp cả một chút. Nhiều phết đấy. Mặt cực tít đấy nhỉ. Nghịch. Ồ, ngăn hai đợt cơ à? Ừ, hai đợt. Ui, đây còn đầy đấy này. Ở rô phi này. Ui, rô phi to nhỉ. Đây này, đây con to này. Ui,
Đây đây này. Đấy, hôm... ở con kia to đấy. To mà. Đây xuống. Con rô phi to phết đây này, con này lờ đờ rồi này. Đẻ nó mới giòn. Đây là con cá sảm này. Ngang ngoài đấy, đây chân chứ. Bây giờ có cái ni lông này đắp nhanh nhỉ. Chặn phát là cạn luôn. Trước toàn phải đi lấy đất ở trên đồi này thôi. Ô đây có cái vườn hoa đẹp nhỉ, toàn hoa màu gà này. Trồng để chơi. Thế có đấy chắc nó sặc. Nó tránh đấy nhỉ. Nó tránh. Nó trốn. Cái này nước không vui. Nó trốn rồi nó. Cái này cứ bắt trên bờ một lúc xong lại ra đây ngó thì lại được nhiều. Ê, nó... nước trong cái nó lại ngửa lên nhỉ. Nhìn mới thấy rồi. Đây có con này nữa. Rúc hẳn vào đây. Bà châu đi chân châu xuống đắp thôi mà. Đấy, ô, con này rúc vào đây vẫn chết này. To phết đây này. Nhiều phết đấy. Được mấy cân vài cân này đấy. Cái này làm kiểu gì ăn hả chú? Cái này làm kiểu gì ăn? Canh lá chua. Canh lá chua nhỉ? Lá chua lao lên bờ này. Nhớ ơi. Chó mới ngon canh. Oh. Canh chua còn... đây lao hết lên bờ này. Đấy khí nó còn hơi chát vẫn còn nhiều lắm. Nghe thấy thằng cò kia nó toàn được cá rô phi. Thế cái này bây giờ lại thả sang bên này xong lại đắp bên kia lại đầy cá nhỉ? Hôm nào đó. Hôm nay đắp bên kia tiếp. Bên kia đắp to hơn rồi. Bên kia nó thấp hơn. Thấp hơn nước không cả. Thấp hơn bên này nhỉ? Thấp hơn nhỉ? Bên nào cao hơn thì đắp. Sao ít hơn nhỉ? Bên kia nó không đẹp mấy. Kia thì phải làm chỗ này kia nhưng mà chỗ này nó lại trôi ra. Phải đào được bên này thấp xuống cơ. Nhiều nên không? Đắp em bờ đây này. Nó hồi rồi đấy. Bây giờ khoáng vôi một lúc nó lại xây. Tần lao lên bờ này. Nhiều con cá bé này nhỉ. Ở đây cháu thấy có mấy con như kiểu con vịt trời đó ở dưới kia nó. Nó bơi không biết phải vịt trời không? Đúng. Hôm nào cũng xuống có 3 có 5 con nhỏ. 5 con nhỏ à? 3 con to. Có 3 con to. Không đuổi được à? Không đuổi được. Đi cứ vào xuống cùn mới ăn được nó. Toàn vịt trời à? Vịt trời đấy. Hồi trước thì nó còn bay cao, bây giờ nó bay cao được mấy rồi. Nó béo á. Nó ăn nhiều cá quá nhỉ. Cá nhiều như này mà nhỉ. Đây này. Ôi đây này. Đây này. Đi nhẹ nhẹ thôi. Đây này. Ê, nhiều lắm. Tôm còn đứt này. Rồi. Khổ lắm. Có con tôm này. Đấy, nó lao cả lên bờ này. Tôm không chết nên cá. Tôm không chết.
Cái chỗ ông kia đấy, ông kia ngồi thì mình chỉ có nhiều. Vâng. Ngồi trên mình cứ kiếm nhiều, cạn rồi. Để cạn nhiều. Ô, có nhiều, nhiều cá con lắm. Bắt thế này, bắt cả chiều luôn. Đấy, chỗ này thả vôi vào có chết không hả anh? Ui, ui chết hết rồi nhỉ. Đây, giúp hết xuống đây. Cá bé. Ừ. Nhặt lâu lắm nhỉ. Chịu khó nhặt tí. Lúc được nắm à. Bé quá. Không bỏ nhặt rồi. Cái con này cái mùa kia nó lúc nước lên ấy nhỉ, nó vào vào lửa, vào vào màn ấy nhỉ. Bây giờ nó to rồi. Có hơn 2 tháng đâu nhỉ, tháng hơn tháng thôi mà nó to bằng này. Này chắc tầm tháng thôi. Tháng thôi nhỉ. Đợt đấy thấy anh em đi bắt lưới suốt rồi. Bé này không bắt được. Bỏ đi. Cái này được nhiều. Ui, toàn này. Chết hết rồi nhỉ. Wow. Đứt hết rồi. Toàn cá bé thôi. Wow. Nó không chịu được vôi nhỉ. Dính vôi chạy hết xuống dưới. Ô đây. Nhiều quá. Toàn loại bé này không nhặt được. Bé. Ở đây không? Không có to nhỉ. Con loài bé bé này, bó chặt bó lắm. Rất là nhiều cá bé. Và đây có cái thuyền các bạn. Cái thuyền này chuyên đi lấy rau lợn này, bắt cá này. Đây, nước lòng hồ dâng lên đến đây nha các bạn nhé. Chặt củi. Không, bây giờ lại đi theo dòng này bắt cá này. Đây này, nhiều con chết to phết đây. Kia có con rô phi ngửa đấy, cá khuy loại đấy lắm thịt. Ôi, có rô phi to phết nhỉ. Cái này về lọc thoải mái. Này phải được 2 cân đấy nhỉ. Cái này 2 cân này. 2 cân rưỡi nhỉ. Đến đấy nhỉ. Rưỡi 2 cân đấy này. Ui sâu phết rồi này. Ui này phải 2 cân hơn đấy. Rưỡi 2 cân. Chung nhau à? Chung nhau làm bấm. Xong là tí chia nhau. Thế tí còn nhấc cái màn kia nữa mà nhỉ. Hai ba cân nữa à. Chắc chả còn rồi, nhấc lên xem đi nhỉ. Nhấc lên còn nghỉ chứ. Bắt thế thôi để cho nó sống tiếp. Một con dính, một số con dính nước vôi chắc không sống được đâu nhỉ. Chết đứt hẳn. Thôi xem. Xem cái này mới nhiều này. Cái này vôi mình mang từ nhà đi à? Anh ôi kia nó chơi. À đấy, nó chui vào. Ở dưới em hay lấy lá cây cơi. Đấy có nhưng mà cái kia giã lâu quá. Vâng, lá giã lâu xong là nó cũng không hiệu quả mấy đâu nhỉ.
Vôi này á hơn nhỉ. Cái lá cơi thì nó có con, nó chỉ tê cay mắt thôi. Ở kia, kia có con chơi kìa. Đây, dưới chân đấy. Năng nhặt chặt bị. Ui, chỗ này phải được 2 cân mà nhỉ. Nhiều phết này. Nhiều nhỉ. Nhưng mà mở ra xem nào. Nhiều thế nhỉ. Nóng thật đấy. Toàn cá đấy. Rửa qua nhỉ. Ui, loại bé bé này mới ngon này. Chứ khó lọc cái bé bé này rán giòn. Lọc riêng rô phi ra. Rô phi vẫn còn sống. Ở trên vẫn còn có nhiều phết đấy. Rô phi ấy. Mất thời gian đấy, mà ăn ngon là phải mất thời gian đấy nhỉ. Toàn rô phi thôi. Toàn loại hai ngón nhỉ. Toàn loại hai ngón, ba ngón này. Rô phi. Con đấy ở đây gọi là cá hảo à? Cá sảm. Cá sảm nhỉ. Không, toàn gọi là con cá này con cá hảo. Dưới mình, dưới em gọi là cá sảm. Cá mồm to. Đấy gọi là cá sảm. Phải. Lọc lọc này thôi nhỉ. Cho vào một chỗ thôi. Rất là nhiều cá. Con cá này này ăn gỏi mới ngon. Thấy bên Tây Bắc họ đập xong là họ trộn với lá chua chấm ăn sống luôn đấy. Cá khuy ấy. Cá khuy, khuy vằn ngon, nhiều thịt. Ăn sống đấy, họ ăn cá chép thôi. Con này ấy, nó ăn sống đấy. Sao ăn sống được? Ăn được mà. Này nó cắt mổ cái bên trên này ruột ra là nó làm gỏi hết. Ăn cá chép sống. Còn cá của nó là cá chép tươi. Thái ra mỏng mỏng nha. Không được. Con này cũng nhiều thịt nhá, nhưng mà mỗi tội là cái đầu nó nhiều xương. Cá này sống được không? Không, cá này ăn được mà. Nó bảo ăn ngon lắm. Ăn được đấy, có người ăn được như mình họ ăn cá chép bé kia. Cá khuy này này. Cá lông, họ ăn cá lông đấy. Không, đấy. Không... Ôi dù phi bọn nó cũng ăn cả. Bên Tây Bắc của nó ăn hết. Chén hết. Cấu đầu, cấu đuôi. Chén hết. Mình chơi được không nhỉ? Mình... Nhưng mà phải làm được nước chấm ngon. Chấm. Chấm ngon ngon. Cá súng. Chén hết đi. Bé. Nhiều cá thật. Cái này lọc sàng sàng này. Tạm qua thôi nhỉ. Năm nay thấy con cá này nhiều. Trước ít lắm nhé. Nước lên, nước lên. Nó theo nước lên. Sắp đầy xô đấy nhỉ. Đầy đấy nhỉ. Vâng. Đầy đấy nhỉ. Rất là nhiều cá. Đấy các bạn ạ, chỗ tôi vẫn còn rất là nhiều cá nhé. Toàn cá. Các loại cá luôn.
Các bác ở đây đập có mỗi tí đây thôi. Đấy, từ trên kia xuống cũng là được mấy cân cá đi. Ôi lúc nãy vớt chỗ kia phải được 2 cân rồi. Cả chắc phải được 4-5 cân. Qua đây có con sán này. Con sán này ghê lắm nhá nhỉ. Con này ghê đấy. Ui con này là nó mà vào người là nó ăn hết nội tạng luôn đấy. Con sán này. Thấy không? Ý. Cái này mà cái trứng nó mà vào trong người nó chui lên vào bụng thì thôi rồi. Nó ăn hết nội tạng luôn nha các bạn nha. Rất nguy hiểm. Cái con này mà nó chui vào con cào cào nó hay chui vào trong bụng con cào cào đấy. Đây, con cào cào nó chui vào bụng con cào cào. Sau khi con cào cào nó con này nó lớn rồi thì nó mới chọc thủng bụng con cào cào. Con cào cào mới lao xuống nước. Lao xuống nước thì nó mới chui ra được. Bây giờ là nó đẻ trứng đấy. Con này cái vòng đời nó kinh khủng lắm. Vẫn còn nhiều cá nhỉ. Cái này nhặt được hết thì chắc phải được yến đấy. Nhiều thế đấy bây giờ. Ngam ngoải này. Mấy con ngam ngoải này. Chết. Kiểu cái nước vôi ấy các bạn ạ. Nước vôi nó làm nó sặc. Chết hết, ngạt thở, chết hết. Vôi cho xuống nước thì thiếu oxy. Wow, đây được, mình có con to này. Đấy, mình được con to. Ý. Con này ăn gỏi mới ngon này. Ui, đây có này. Ném phát chết luôn. Ui, vẫn còn nhiều lắm các bạn ạ. Các bạn như vậy là tôi vừa review cho các bạn xem cái cách bắt cá truyền thống của người dân ở trên này nhé. Đắp này bắt cá bé ăn rất là đừng nhiều đây. Tôi xin phép kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy video hay thì đăng ký và like cho tôi nhé. Con cá này rất là hay đấy các bạn. Ui, đây vẫn còn nhiều lắm này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Ôi, trên kia có hai con vịt rơi gắn lưới gắn đâu. Không, dạo này em không làm rồi. Nghỉ rồi.